Đây 1 2 3 kia kia nó cài. Ông ăn được không? Là muốn ăn gì mấy? Công tác chuẩn bị tiện nhận hết đi em. Nhỏ. Mẹ nha. Đây. Sát thủ đang mài dao. Số thằng nhà không? Em nhận hết. Cầm con dao rồi. Tắm ở đâu đấy? Thì em là tắm. Không nhà tắm đâu. Nước ơi, chảy bé lắm. Cái vòi đấy. Cái vòi vòi ấy sen thì hoa sen nó khả năng bị tắt đấy rồi. Đập vào đi, đập vào đi. Không phải nó nên lấy cái bát đựng kia này. Lạ lạ Hồng ơi. Cho thịt nữa à? Nấu mà. Yếu. Mẹ đi thôi, mẹ thái đi thôi. Nó là công rồi, thái cho ăn đi. Ác lái rồi. Bảo con mấy đâu. Cái bì ấy bỏ riêng ra nhá. Cái bì ấy phải luộc lên. Sao lại được? Thái mỏng nó nhúng bình thường. Thái được thì cứ thái. Thái thận mỏng. Thịt bê. Nghĩa nghĩa. Đây đây. Chặt ba khúc cho. Cắt đôi nó. Giống trên bạn em thì chặt mẹ ba khúc. Mỗi thằng khúc bầy của mấy. Đến đầu người chặt ra. Vâng đây miếng. Hỏi xem không? Chia luôn. Bán thái thì cũng rắn gì. Bà sẽ bà cứ ăn cơm thế này thôi, không lên đâu. Cơ thủ nâng cá. Tùng ơi, mít này Tùng ơi. Anh em kéo không không cái kéo cái. Mỗi thằng một củ đóng vào vất cá ngay mày à. Quan điểm. Mới là đưa vào đây là có cá xuống ao mò. Đơn giản. Ao nhà anh Hùng không nuôi cá. Lâu rồi không nuôi. Anh nuôi mẹ bà bà. Bà bà quy hoạch chưa mà. Bà ba mẹ ơi, vùng đầu tư nó đi bà già bà nó đi hết nó xuống nó mò đội chuyên nghiệp nó xuống nó mò hết đi. Mang đi đúng không? Còn nước nó có than hồng đi đã. Ừ. Anh cái xe nhiều củi đã. Có than hồng nước cá. Xin anh,